Xin chào tất cả quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tư Điểm Đầu Tư được phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Hôm nay trong chương trình này chúng ta sẽ nói về một cổ phiếu tôi nghĩ rằng khá hấp dẫn, một cổ phiếu có cái quỹ đất khá là lớn tại khu vực Bình Dương, đó chính là PHR. Và cái tiêu đề của ngày hôm nay đó là chờ đợi sóng gió qua đi. Vậy chúng ta sẽ đặt câu hỏi rằng là điều gì đang cản trở cái đà tăng giá của PHR và bao giờ thì cổ phiếu này có thể cất cánh? Thì trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ tôi sẽ cố gắng chia sẻ đến quý vị về cái điểm mà khiến cho cái giá cổ phiếu có thể bật tăng trở lại. Ok. Trước tiên thì Tuấn xin giới thiệu qua một chút, đó là đây là hai cái cộng đồng, hai cái bên tay trái của tôi đây, thì chính là cái hai cộng đồng. Cộng đồng nhất là cộng đồng về đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững, và quý vị nhà đầu tư có thể quét mã QR code và vào cái cộng đồng này. Trong cộng đồng này thì trung tâm tư vấn đầu tư sẽ cố gắng đưa ra các kiến thức, các trí tuệ và các nhận định của cổ phiếu ở trong cái group này. Và thứ hai là cộng đồng giao dịch chứng khoán DTrade, thì quý vị cũng thể vào đây và nhận những cái thông tin về phân tích kỹ thuật. Ngoài ra thì bên tay phải tôi đó chính là khóa học về chứng khoán, và quý vị có thể quét mã này để tham gia khóa học của Vindex. Ok. Rồi chúng ta sẽ vào phần chính ngày hôm nay. Phần chính ngày hôm nay đó là như mọi lần thì Tuấn sẽ chia sẻ lại, nó sẽ có 3 phần. Một là thiên thời, hai địa lợi, ba nhân hòa của công ty này. Đầu tiên đó là thiên thời, đó là tác động về thế giới. Thì nhắc qua lại thôi, vì cái này Tuấn đã nói rất nhiều lần trong các bản tin khác, bản tin trước, đó là sự thay đổi trong cơ cấu GDP của Trung Quốc khi mà họ tăng trưởng mạnh hơn về cơ cấu về dịch vụ và công nghệ cao. Thì ngược lại những một số các ngành mà ô nhiễm môi trường hơn thì hoặc là thiên về sản xuất nhiều hơn và thâm dụng lao động sẽ được chuyển dịch dần sang các nước khác, cho nó có Việt Nam. Và đó cũng chính là một cái vấn đề mà vì sao cái xu thế tăng trưởng giá cổ phiếu của ngành khu công nghiệp đã tăng trưởng rất là mạnh từ năm 2018 đến nay. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái tiền lương tăng thực tế của Trung Quốc nó cũng cao hơn rất nhiều so với phần còn lại của khu vực châu Á. Ngoài ra phía đồ thị bên tay phải của tôi chính là cái mức tiền lương giữa Việt Nam này và Thái Lan và Trung Quốc. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là tiền lương của Việt Nam đâu đó chỉ bằng 1/3, 1/4 tiền lương của một công nhân bên Trung Quốc. Đó thì chính cái điều này làm cho cái sự dịch chuyển dòng vốn từ bên Trung Quốc sang Việt Nam. Đồng ý rằng là cái năng suất lao động của Trung Quốc có thể cao hơn Việt Nam, nhưng mà cái mức chênh lệch tiền lương như thế thì thực ra nó rất là khó để lấp đầy cái mức chênh lệch năng suất lao động, đúng không ạ? Còn một lý do nữa rất là quan trọng, không kém sự quan trọng, đó chính là cái việc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Thì khi mà ông Joe Biden ông lên làm tổng thống thì có rất nhiều cái luồng suy nghĩ rằng là ông Biden ông sẽ quay lại cái chính sách cũ, tức là sẽ không làm chiến tranh thương mại với Trung Quốc nữa. Nhưng thực tế thì chính quyền của ông Biden vẫn tiếp tục là thực hiện cái chính sách thương chiến với cả Trung Quốc. Và chính điều này thì chúng ta nhận thấy rằng là năm 2018 đã rất nhiều các công ty chuyển dịch một phần cái sản xuất của mình sang nước ngoài để giảm cái căng thẳng thương mại địa chính trị, và để hàng có thể xuất khẩu của họ có thể xuất khẩu được về Mỹ. Thì rõ ràng là bây giờ khi mà cái thương chiến này chưa có dấu hiệu dừng lại, kể cả khi Tổng thống Trump đã nghỉ việc, thì cái xu hướng này sẽ tiếp tục xảy ra. Và đó thì Việt Nam mình vẫn là một trong những nước sẽ được hưởng lợi trong cái quá trình này. Rồi, và ngoài ra một cái điểm nữa của PHR, tức là PHR thì chúng ta biết có hai mảng kinh doanh chính, một là mảng kinh doanh về cao su và một mảng kinh doanh về bất động sản khu nghiệp. Thì riêng cao su thì nó là hai mảng nhỏ, một đó là ăn theo giá của cao su tăng hoặc giảm, và thứ hai là ăn theo cái giá của gỗ sẻ, tức là cái gỗ mà sau khi cây cao su được khai thác khoảng 15 năm đến khoảng 20 năm thì thông thường cái cao su ấy sẽ bị chặt đi để thay thế một lứa trồng mới. Và khi mà chặt đi đó thì cái phần gỗ đấy được sử dụng để làm các loại khác, ví dụ như là gỗ nội thất này, rồi bàn ghế, đóng bàn ghế đó. Thì chúng ta sẽ nhìn hai tất cả biểu đồ này, chúng ta nhận thấy rằng là giá cao su hiện nay là trong 5 năm trở lại đây bắt đầu quay trở lại. Chúng ta nên nhớ rằng là giá cao su ở mức cao đỉnh lịch sử là năm 2008. Thời điểm đấy Tuấn còn nhớ rằng là bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai còn nói câu chuyện vui là
anh có nhìn thấy cái gì không? Đây chính là mùi tiền, tức là cái vàng trắng cao su đó. Đó, thì đấy chính là cái thời điểm đấy là thời điểm mà giá cao su lên rất là cao, và sau đó thì giá cao su ở mức rất là thấp trong rất là nhiều năm rồi. Và chúng ta cần phải để ý rằng là những doanh nghiệp mà đã chịu trong cái thời kỳ giá cao su ở mức rất thấp như thế và họ đã có lãi, thì khi giá cao su chỉ bật tăng lên thôi thì những doanh nghiệp này sẽ những doanh nghiệp có lợi nhuận rất là cao. Thì đó là một điểm. Điểm thứ hai là cái diễn biến gỗ sẻ. Chúng ta nhìn cái diễn biến gỗ sẻ ở bên bên tay phải của Tuấn đây, bên tay trái kia. Một gỗ sẻ bên kia đúng không ạ? Thì nó đang ở mức rất là cao trong nhiều năm. Rồi số lượng phương tiện đăng ký tại Mỹ đúng không ạ? Chính là cái mà nhu cầu về cao su. Rồi số lượng nhà ở mới ở Mỹ thì nó là theo nhu cầu của gỗ. Vì khi mà số lượng nhà mới xuất hiện thì rõ ràng là cái nhu cầu về gỗ nội thất, rồi bàn ghế vân vân, tủ bếp vân vân sẽ lên rất là cao. Và đó chính là hai đặc điểm mà cái siêu chu kỳ hàng hóa đã và đang xảy ra. Rồi, như vậy Tuấn tổng kết lại là thiên thời của doanh nghiệp này có gì? Đó là một là vẫn Trung Quốc cộng một, và xu hướng này đã bắt đầu từ năm 2018 và đến hiện nay vẫn chưa dấu hiệu kết thúc. Rồi thứ hai nữa là thương chiến Mỹ-Trung, đúng không ạ? Khi mà chính quyền ông Biden, ông vẫn chưa thay đổi lại cái chính sách cũ của Tổng thống Trump. Và thứ ba nữa là siêu chu kỳ hàng hóa, và chúng ta đã nhìn thấy đang diễn ra rất là mạnh mẽ trong khoảng một năm trở lại đây. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục sang phần điện lợi. Đó chính là tác động của chính sách nhà nước sẽ tác động như nào đối với cả PHR nói chung. Thứ nhất đó là về các hiệp định FTA. Như chúng ta đã biết rằng là Việt Nam đã gia nhập rất nhiều các hiệp định FTA, gồm có cả song phương, đa phương. Đối với cả hiệp định lớn nhất là hiệp định CPTPP, hiệp định này đã được ký kết và đã có hiệu lực. Trong đó thì hiện nay thì lúc trước thì có cả Mỹ, nhưng sau đó Mỹ đã rút ra khỏi. Nhưng bây giờ chính quyền ông Biden đang đâu đó đang xem xét cái việc mà gia nhập lại Mỹ và đồng thời gia nhập lại cái hiệp định này. Đồng thời một số các nước lớn khác như kiểu Trung Quốc cũng đang tỏ ý muốn gia nhập cái hiệp định này. Đó thì và Việt Nam đã là một trong một cái điểm trong cái toàn bộ cái việc kết nối rồi, và cơ hội lần này của Việt Nam rất là lớn. Hiệp định thứ hai là hiệp định RCEP, hiệp định thứ ba là hiệp định EVFTA, và có rất nhiều các mảng thuế sẽ về 0% ngay khi hợp đồng có hiệu lực, ví dụ như là của Nhật Bản chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đó là những cái mà chúng ta nhìn thấy khi mà Việt Nam nằm ở trong cái rất nhiều các FTA đó, thì dần dần các công ty đa quốc gia nhận thấy rằng nếu chúng ta chuyển cái mảng sản xuất vào đây, chúng ta sẽ hưởng lợi rất nhiều thứ. Cái thuế chúng ta sẽ được giảm đi, rồi chúng ta sẽ được rất nhiều ưu đãi vào các nước xuất khẩu sở tại, đúng không ạ? Đấy là những cái lợi thế rất là lớn. Rồi thứ ba nữa là đây chúng ta chính là cái mức thuế suất thì bình quân các nước bắt đầu giảm. Đây có rất nhiều các thuế suất của các nước, ví dụ như FTA của ASEAN này, ASEAN Trung Quốc này, với ASEAN Hàn Quốc vân vân, có rất nhiều các hiệp định FTA, và chúng ta nhìn thấy rằng là các mức thuế về cơ bản sẽ giảm rất là nhiều, ví dụ như ASEAN Trung Quốc là từ 3,6% về 2,9%, vân vân vân. Đó thì rất là nhiều các khoản thuế sẽ được giảm đi. Đấy chính là một lợi thế rất là lớn. Lợi thế thứ hai ngoài cái việc FTA đó chính là cái lợi thế về chính sách của Việt Nam. Khi mà vừa rồi có một cái nghị định mới về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thay thế cho nghị định 82 cũ. Đó là một, đó là chính quyền các cấp sẽ được có nhiều thẩm quyền hơn trong việc phê duyệt các dự án khu công nghiệp. Ngày xưa thì tất cả các dự án đều phải đưa lên đến trình Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt. Nhưng hiện nay thì đã có một vấn đề, đó là những dự án mà từ 220 trở xuống, theo dự thảo nghị định mới đó, thì những dự án mà có 220 trở xuống là có thể được ký bởi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc là Bộ trưởng. Tức là chỉ cần đến cấp bộ trưởng thôi, chứ không nên cần đến cấp Thủ tướng Chính phủ. Và rõ ràng như vậy là cái khả năng triển khai sẽ nhanh hơn. Thứ hai là những quy định về cho phép rằng là nhà phát triển khu công nghiệp có thể bán đất song song việc xây dựng hạ tầng. Thay vì ngày xưa là họ phải xây dựng hạ tầng hết, xong đầu họ mới được bán đất cho nhà đầu tư. Nhưng bây giờ họ được bán đất huy động vốn trước, và sau đó thì họ sẽ song song đó họ sẽ xây dựng hạ tầng. Thì đây là một cái mà khiến cho cái nhu cầu vốn cho một cái phát triển khu công nghiệp sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Rồi những các quy định khác liên quan đến mô hình khu công nghiệp, ví dụ những mô hình khu công nghiệp mà chỉ phải làm một thứ, ví dụ như vừa rồi khu Tân Lập 1 của bên PHR dự kiến rằng chỉ làm về sản xuất gỗ thôi, thì họ sẽ được hưởng rất nhiều ưu đãi khác. Đó thì có rất nhiều các
lợi thế tốt hơn cho các khu công nghiệp khi mà dự thảo nghị định này được đi vào chính thức hoạt động. Rồi, điểm thứ ba của cái điện lợi đó là chính là cái kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông của chính phủ tạo động lực cho bất động sản khu công nghiệp. Thì cái số đường km cao tốc của chính phủ dự kiến đến năm 2030 sẽ xây dựng thêm 4.000 km mà gấp 3 lần cái số cái lượng km thực hiện trong 20 năm trước, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy biểu đồ bên này. Đó, đúng không ạ? Rồi, và thứ hai nữa là đường vành đai 4, tức là xây dựng rất nhiều đấy đường vành đai xung quanh khu vực bộ tứ kinh tế này. Và khi mà xây dựng các đường vành đai này thì việc vận chuyển giao thông sẽ thuận lợi hơn. Và như Tuấn đã nói rằng là các khu công nghiệp sẽ quan trọng nhất đó là gần các khu đặc khu kinh tế, đúng không ạ? Và thứ hai là gần các cảng. Thì ví dụ như khu của Bình Dương rất gần các cảng Cát Lái, cảng Cái Mép Thị Vải. Thì đó là những cái khu vực mà khá là quan trọng để phát triển bất động sản khu công nghiệp. Đây, và đồng thời với đó thì chúng ta biết rằng là trong khu Việt Nam thì tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp khá là tốt hơn rất nhiều so với khu vực ở ngoài miền Bắc. Và trong miền Nam thì có 4 đến 5 tỉnh là thu hút bất động sản công nghiệp rất là tốt. Đó là Long An này, đó là Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Thì trong đó thì Bà Rịa Vũng Tàu là một nơi có cái giá thành sản xuất rẻ nhất. Trong ngược lại thì khu Bình Dương và khu Đồng Nai thì hai tỉnh thành có số lượng thu hút FDI tốt nhất trong từ năm 2014 đến 2018 đến 2020. Đó. Rồi chúng ta biết rằng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cũng khá là cao. Thì cái kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ liên quan đến là việc là các bất động sản công nghiệp nó phải gần các cảng, gồm có cả cảng biển này và cả cảng hàng không, ví dụ như ở đây cũng rất là gần sân bay Tân Sơn Nhất. Đó, thì đấy là những cái lợi thế rất là lớn của các khu công nghiệp mà ở trong bộ túi kinh tế này. Về FDI thì Bình Dương là một tỉnh luôn luôn nằm trong top 5 những tỉnh mà được nhận cái vốn FDI lớn nhất toàn quốc. Đó, thì đấy là những cái lợi thế rất là lớn của tỉnh Bình Dương. Rồi, ok, như vậy điện lợi chúng ta tổng hợp lại gồm có gì? Thứ nhất đó là hiệp định FTA. Thứ hai đó là dự thảo thay thế cho nghị định 82, khiến cho cái việc mà đầu tư khu nghiệp sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Thứ ba đó là cái kế hoạch phát triển hạ tầng của chính phủ khi mà tăng cái số km đường cao tốc lên. Thứ tư đó là cái dòng vốn FDI vẫn chưa dấu hiệu suy giảm. Thực ra dòng vốn FDI này liên quan đến cả cái phần thiên thời phía trước mà Tuấn đã nói đến. Nhưng mà cái phần điện lợi này có một cái rủi ro. Một rủi ro khiến cho giá cổ phiếu của PHR Tuấn nghĩ rằng là sẽ gặp rất nhiều cản trở. Và chúng ta chính là câu chuyện hôm nay chúng ta nói đến, đó là sóng gió, khi nào vượt qua sóng gió, đúng không ạ? Rủi ro của PR đó chính là cái sai phạm của tỉnh Bình Dương đợt vừa rồi, khi mà ông chủ tịch tỉnh Bình Dương đã chuyển giao rất nhiều đất công cho tư nhân mà nó không đúng quy trình, sai pháp luật, và khiến cho một loạt các lãnh đạo của tỉnh đang bị bắt bớ, đang bị kỷ luật. Thì khi mà cái việc đó xảy ra thì thông thường các lãnh đạo mới sẽ rất là ngại để ký kết việc chuyển giao đất, đúng không ạ? Thì trong đó thì trong câu chuyện này thì PHR hiện tại đang xin cấp một loạt các đất khu nghiệp mới, và rõ ràng là chúng này lúc này sẽ bị tạm thời dừng lại. Và chính việc tạm thời dừng lại này sẽ khiến cho cái giá cổ phiếu của PHR đâu đó sẽ bị chững đi ngang một khoảng thời gian nhất định. Đó, thì đây chính là một cái rủi ro rất là lớn, và tí nữa Tuấn sẽ cập nhật kỹ hơn về cái phần này. Rồi, chúng ta sẽ sang phần nhân hòa. Doanh nghiệp này đang có lợi thế gì? Đây, chúng ta nhìn thấy rằng là doanh nghiệp này từ khi mà họ chuyển dịch dần sang cái mảng bất động sản khu nghiệp thì cái ROE rồi cái biên lợi nhuận họ tốt hơn rất là nhiều. Và chúng ta nên lưu ý rằng là cái mảng bất động sản khu nghiệp thì cái biên lợi nhuận gộp nó cao hơn rất nhiều so với các mảng truyền thống khác. Đó là mảng về cao su rồi gỗ, đúng không ạ? Và đặc biệt rằng là PSR thì có 15.000 ha ở khu vực tỉnh Bình Dương. Nếu như mà tính đơn giản, cứ 1 ha mà chuyển giao cho Nam Tân Uyên giá 1 tỷ thì 15.000 ha này đâu đó quy lại là 15.000 tỷ, và vốn hóa của PSR mới đang khoảng 8.000 tỷ. Đó là Tuấn mới đang tính là 1 tỷ 1 ha thôi nhé. Chứ còn thực tế hiện tại là việc 1 ha của khu vực, tức là 1 mét vuông của khu vực bất động sản khu nghiệp ấy bán với giá là khoảng là 115 đô, tức là đâu đó tính ra khoảng 2 triệu rưỡi 3 triệu, đúng không ạ? Nếu như chúng ta nhân cái số đấy lên với cả số lượng ha ấy, thì cái quy mô nó lên khoảng đâu đó rất là lớn. Tuấn nhớ là hôm trước ngồi tính đâu đó phải gấp 10 lần cái số 15.000 tỷ, 150.000 tỷ đến 200.000 tỷ. Đó, thì đấy là những cái mà chúng ta nhận thấy rằng là giá trị doanh nghiệp vẫn đang có tiềm ẩn rất là nhiều.
và nó chưa được hiện thực hóa ra. Câu hỏi chúng ta đặt ra rằng là khi nào được hiện thực hóa thôi ạ. Rồi về thế câu chuyện trong năm nay là gì? Đó là họ vẫn có câu chuyện từ VCP3, tức là đây là cái khu nghiệp mà sẽ dẫn dắt lợi nhuận chính của họ trong giai đoạn 2020 và 2021. Rồi còn Nam Tân Uyên thì họ đã nhận cái đền bù rồi, nhưng mà họ sẽ vẫn được ghi nhận cái lợi nhuận liên doanh liên kết năm với cái lợi nhuận đều từ Nam Tân Uyên sang là khoảng 22%. Đó. Trong dài hạn hơn thì nó sẽ có một số các câu chuyện như sau. Một đó là khu công nghiệp, họ đang có cái khu công nghiệp Tân Bình, khi mà họ sở hữu 80% thì họ sắp tới là họ sẽ phát triển thêm một loạt các khu nghiệp mới như kiểu Tân Bình mở rộng giai đoạn 2 với quy mô là 1.000 ha, rồi khu nghiệp Hội Nghĩa 715 ha, khu công nghiệp Bình Mỹ 1.000 ha. Và đặc biệt một điểm đó là họ phát triển khu công nghiệp Tân Lập 1 với tỷ lệ sở hữu họ chỉ 51% thôi, nhưng cả cái diện tích chỉ là 220 trở xuống. Thì Tuấn vừa nói lúc trước, Tuấn vừa nói ở phần điện lợi, đó là theo cái nghị định mới của chính phủ ấy, thì những cái dự án mà từ 220 trở xuống thế chỉ cần phê duyệt đến cấp tỉnh hoặc là cấp bộ trưởng mà không cần đến cấp thủ tướng chính phủ, nên thời gian phê duyệt sẽ được rút ngắn đi. Đó thì đấy là một điểm rất là quan trọng khi mà chúng ta xem xét đến công ty PHR này. Và ngoài ra một điểm nữa đó là có anh Mai Hữu Tín, anh được biết đến là một người khá nổi tiếng trong cái câu chuyện MA khi mà anh đã giải cứu được xong với Sài Gòn này. Rồi bây giờ mới nhất là anh đang giải cứu Gỗ Trường Thành TTF. Anh cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty TTF và đồng thời là phó chủ tịch của ngân hàng Kim Long Bạch. Và đó khi mà anh vào đây thì anh sẽ mục tiêu sẽ giúp đỡ cho PHR trong việc mà triển khai cái khu công nghiệp Tân Lập 1 thành sản xuất gỗ, và anh sẽ chạy giúp cái phần của giấy phép nó hoạt động nhanh nhất có thể. Thì đấy chính là một đặc điểm rất là quan trọng của công ty PHR này khi chúng ta đầu tư tại điểm này. Rồi, ngoài ra thì ngay trong cái buổi đại hội cổ đông vừa rồi, khi mà anh Mai Hữu Tín, song song việc mà anh Mai Hữu Tín đi vào, thì chúng ta có thấy một số các chuyển biến rất là tích cực của doanh nghiệp này. Đó là, thứ nhất là họ sẽ trả cổ tức 45% thay vì là 4.000 như ngày xưa, thì bây giờ họ quyết định trả 4.500. Và họ đã tạm ứng 2.500 rồi, và sắp tới họ sẽ chia tiếp là 2.000 nữa, đúng không ạ? Rồi họ có cái quỹ, giảm cái quỹ khen thưởng phúc lợi. Trước đây thì họ luôn luôn, nó một công ty nhà nước mà, thì việc mà trích khen thưởng phúc lợi thường khoảng 20%, thì bây giờ họ chỉ xuống còn 7,9% mà thôi, tức là đâu đó khoảng 75 tỷ, đúng không ạ? Rồi cổ tức tiền mặt cho năm 2021 thì họ dự kiến vẫn là khoảng 4.000. Đó thì chúng ta nhìn rằng là giá cổ phiếu đang 4.000 và chia cho, cổ tức đang là 4.000 và chia cho cái giá cổ phiếu đang khoảng 57.000, đâu đó cũng tỷ suất lợi nhuận 7,5%, khá là hấp dẫn. Tức là trong trường hợp mà giá cổ phiếu có giảm thì chúng ta sẽ ăn được cổ tức, đúng không ạ? Và nếu ngược lại, nếu như mà khu Tân Lập được đi vào hoạt động sớm thì cái giá cổ phiếu sẽ vọt lên rất là cao. Thì đấy chúng ta cái ít nhất là theo quan điểm của Tuấn là phòng vệ được cái rủi ro giảm giá. Rồi, thì chúng ta tổng hợp lại cái nhân hòa của doanh nghiệp này đó là gì? Thứ nhất đó là họ đã chuyển dịch sang những mảng kinh doanh có hiệu quả hơn, đặc biệt là mảng về bất động sản khu công nghiệp, đúng không ạ? Rồi thứ hai là họ sẽ được ghi nhận trong ngắn hạn trong năm nay, đó là cái việc ghi nhận cái bồi thường từ VCP 3, và đồng thời họ vẫn tiếp tục ghi nhận lợi nhuận liên doanh liên kết của Nam Tân Uyên. Thứ ba đó là họ được bổ sung thêm một thành viên hội đồng quản trị, đúng không ạ? Và đồng thời là họ giảm được cái khen thưởng rồi tăng được cổ tức, thì đấy là những cái catalyst khá là quan trọng của doanh nghiệp này trong thời gian tới, ít nhất là trong một năm tới. Rồi thế cái kết quả kinh doanh của nó là gì? Bởi vì kết quả kinh doanh sẽ đảm bảo rằng là cái đà tăng cổ phiếu là bền vững hay không. Thì dự kiến rằng là năm 2021 lợi nhuận của họ đâu đó khoảng là 1.050 tỷ và 2022 là 1.150 tỷ. Tuấn lưu ý rằng là tất cả các kế hoạch lợi nhuận này là chưa bao gồm việc Tân Lập 1 đi vào hoạt động. Nếu như Tân Lập 1 vẫn đi vào hoạt động sớm thì rõ ràng rằng là cái điểm bật của giá cổ phiếu sẽ rất là mạnh. Còn trong trường hợp mà Tân Lập 1 vẫn chưa đi vào hoạt động thì cái lợi nhuận của PHR nhìn rất là ok, rất là ổn định. Và P/E của họ với giá 57.400 thì cái P/E của PHR cho năm 2021 đâu đó khoảng 7.4 lần, và 2022 là khoảng 6.8 lần, đúng không ạ? Tức là một mức rất là rẻ. Và nếu như mà theo quan điểm của Tuấn, nếu như mà chúng ta tính cái mức P/E cho doanh nghiệp này khoảng 8 lần, nhất là với cả cái quy mô tài sản họ rất là lớn như thế, thì P/E 8 lần là hoàn toàn có thể khả thi. Và như vậy thì giá mục tiêu đến 2022 là khoảng 68.000,
tăng trưởng 18% so với cả giá đóng cửa ngày hôm nay là 57.400. Đúng không ạ? Nhìn thì nó không phải là quá là cao, nhưng mà ngược lại nếu đấy đây là trường hợp gọi là base case, tức là trường hợp mà không có sự phát triển cái khu công nghiệp mới và không được thông qua, thì chúng Tuấn nhìn thấy là cái mức giá này rất là hấp dẫn. Và khi Tân Lập Một chẳng may may mắn được đi vào động sớm thì hoàn toàn là cái mức lợi nhuận của công doanh nghiệp này nó sẽ vượt qua mức 1.100 tỷ rất là nhiều đó. Rồi như vậy Tuấn sẽ tổng hợp lại doanh nghiệp này gồm những gì. Thứ nhất là họ có thiên thời, đó là thiên thời về Trung Quốc một, về thương chiến Mỹ Trung, về siêu chu kỳ hàng hóa. Và đó nếu như mà trong trường hợp mà PR chưa phát triển được cái khu công nghiệp Tân Lập Một thì hoàn toàn cái siêu chu kỳ hàng hóa khiến cho cái lợi nhuận từ mảng cao su và mảng bán gỗ của PR cũng sẽ tốt lên. Đó thì đấy cũng là một đặc điểm hỗ trợ cho PR trong ngắn hạn. Rồi trong điện lợi thì họ có là hiệp định FTA thông qua rất là nhiều. Rồi họ có nghị định thay thế cho nghị định 82 khiến cho việc triển khai các khu công nghiệp mới với diện tích thấp sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đồng thời với việc mà cho phép các nhà đầu tư bất động sản khu nghiệp được góp vốn ngay từ giai đoạn đầu khiến cho triển khai nó nhanh hơn và nó giảm chi phí. Rồi họ có kế hoạch phát triển hạ tầng của chính phủ. Dòng vốn FDI vẫn chưa có dấu hiệu sụt giảm đến hiện nay. Tuy vậy thì điện lợi này có một cái rủi ro, chính là cái tỉnh Bình Dương đang có những cái sai phạm khiến cho việc cấp phép có thể bị chậm hơn so với dự kiến. Thì đấy là một cái rủi ro tôi nghĩ nó cũng là khá là lớn. Lớn theo nghĩa rằng là giá cổ phiếu khó tăng, không nghĩa rằng là giá cổ phiếu dễ giảm. Họ có nhân hòa là gì? Họ đã là chuyển dịch kinh doanh này, đúng không ạ? Rồi họ năm nay thì họ sẽ ghi nhận cái lợi nhuận đột biến từ VCP3. Họ có thay đổi ban lãnh đạo, tức là thay đổi thêm một hội đồng quản trị nữa vào trong. Và họ tăng cổ tức để giảm khen thưởng phúc lợi. Thì đấy chính là cái đặc điểm mà cái lợi cổ đông sẽ được đảm bảo nhiều hơn. Và sau đây thì Tuấn sẽ xin mời anh Nguyễn Văn Linh, chuyên gia phân tích kỹ thuật của VNREX, sẽ chia sẻ nhiều hơn đến quý vị về cái điểm vào hay là phân tích kỹ thuật của doanh nghiệp này. Xin mời anh Linh ạ. Xin chào quý vị nhà đầu tư. Vừa rồi anh Tuấn đã có chia sẻ với anh chị về câu chuyện của cổ phiếu Phước Hòa, là những cái câu chuyện về mặt thiên thời, địa lợi, nhân hòa, là những cái câu chuyện, những catalyst mà sẽ giúp cho cổ phiếu Phước Hòa sẽ có tăng trưởng trong cái thời gian tới. Vậy thì tiếp theo thì Linh sẽ cùng với anh chị để nghiên cứu về cái yếu tố kỹ thuật của cái cổ phiếu Phước Hòa này, để xem rằng cổ phiếu này hiện tại cái trạng thái cổ phiếu đang như thế nào, có tích cực trong ngắn hạn để giao dịch hay không, hay là chúng ta phải chờ những cái điểm mua mà nó hấp dẫn hơn cho cái mục tiêu tăng giá trong thời gian tới. Thì quý vị có thể nhìn thấy ở trên màn hình là cái biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu Hòa Phát, của cổ phiếu Phước Hòa. Thì zoom nhỏ cái đồ thị lại thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu Phước Hòa cũng giống như là thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng đã có quá trình tạo đáy đi lên từ tháng 3 năm 2020, khi mà cái dịch Covid đa phần đã được kiểm soát. Và cũng giống như thị trường thì Phước Hòa đã có một cái nhịp tăng khá mạnh từ vùng giá đáy quanh vùng giá 32 và tiệm cận vùng đỉnh vùng giá 70. Thì đó là một cái nhịp tăng khá mạnh của Phước Hòa. Tuy nhiên thì sau một cái nhịp tăng mạnh từ đầu năm 2020 thì cổ phiếu đã bước vào một cái giai đoạn điều chỉnh giảm. Cụ thể cổ phiếu đã giảm có quá trình giảm điểm từ vùng 70 và về lại quanh vùng giá 50. Nếu mà quý vị nhìn vào cái màn hình thì quý vị sẽ thấy rằng là cổ phiếu Phước Hòa trong ngắn hạn, cổ phiếu đã tạo ra trong một cái xu hướng giảm giá trong ngắn hạn, khi mà liên tục tạo những cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Đây ạ, chúng ta nhìn thấy đây là những cái vùng mà cổ phiếu Phước Hòa đã tạo một cái xu hướng xuống giảm trong cái giai đoạn từ vùng giá 70 về lại 50. Tuy nhiên thì gần đây cổ phiếu này đã tạo được những cái tín hiệu nó tích cực hơn về mặt giao dịch, khi hình thành những cái đáy sau đều cao hơn so với những cái đáy mà cổ phiếu đã hình thành trước đó ở vùng giá 50. Đây ạ. Đó. Và cái đỉnh sau cũng đã tịnh tiến tăng lên, chứng tỏ rằng là trong cái ngắn hạn, cái cấu trúc của cổ phiếu Hòa Phát đã quả quả Phước Hòa đã chuyển dần từ
từ cái trạng thái giảm trong ngắn hạn chuyển sang cái trạng thái tăng giá mới. Tuy nhiên nếu mà nhìn một cách rộng hơn thì chúng ta sẽ thấy rằng là trước mắt cổ phiếu này nó sẽ có những cái vùng cản khá mạnh. Đây là cái vùng mà đỉnh trước đó mà cổ phiếu đã tăng giá sau đó bị bán ngược trở lại, thì đây là một cái vùng giá mà sẽ khá quan trọng của Phước Hòa trong thời gian tới. Thì đối với những cái nhà giao dịch trong ngắn hạn thì chỉ khi mà chúng ta sẽ tham gia cổ phiếu này khi mà chúng ta nhìn thấy một cái tín hiệu rằng cổ phiếu đã vượt lên trên cái vùng giá vùng 62 đến 64 là cái vùng đỉnh trước đó của Phước Hòa, thì khi đó cái xu hướng của cổ phiếu này nó sẽ chính thức nó confirm xác nhận cái yếu tố là đảo chiều xu hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng giá mới. Khi đó thì cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường nó sẽ lớn hơn đối với cổ phiếu này. Còn về nhìn về một yếu tố về mặt dài hạn một chút thì chúng ta có thể thấy rằng là cái vùng giá quanh 56 này là một cái vùng mà là một cái vùng giá mà hỗ trợ rất mạnh trong cái giai đoạn vừa rồi. Đây ạ. Khi mà nhiều lần cổ phiếu đã về đây và đều bật tăng trở lại. Đây quý vị có thể nhìn thấy một vùng giá đây. Đó. Thì đây đang là một cái vùng mà hỗ trợ khá là tốt cho cổ phiếu Phước Hòa trong cái thời gian vừa qua. Chính vì thế đây cũng là một cái vùng mà các anh chị nhà đầu tư mà nhận thấy rằng là cái tiềm năng tăng trưởng của Phước Hòa trong thời gian là tốt ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể mua, có những mở cái vị thế mua của mình quanh cái vùng giá 56 khi mà cổ phiếu điều chỉnh lại vùng giá này cho một cái vị thế mà có sẵn cổ phiếu. Còn cái trường hợp các nhà đầu tư trong ngắn hạn ấy thì có lẽ khi với cái giao dịch ngắn hạn nó đang khá là khó giao dịch ở trong cái vùng này, thì quý vị có thể kiên nhẫn chờ cái cổ phiếu nó chính thức nó xác nhận một cái việc mà nó đảo chiều cái xu hướng từ xuống giảm sang xuống tăng để tham gia. Thì cái vùng giá mà chúng ta sẽ đặc biệt quan tâm đến cổ phiếu Phước Hòa trong thời gian tới là chính là cái vùng mà đỉnh trước đó mà Linh có kể trên đây cho anh chị theo dõi, chính là cái vùng giá này. Và khi cổ phiếu tăng lên trên vùng giá này và sau đó cổ phiếu quay ngược trở lại retest thì đó chính là một cái cơ hội cực kỳ tốt để anh chị nhà đầu tư có thể mở những cái vị thế mua vào ngắn hạn cho cổ phiếu này, nếu mà cái nhìn thấy cái yếu tố này nó xảy ra trong cái thời gian tới. Đó thì tổng kết lại thì Linh có về trường hợp về cái mặt phân tích kỹ thuật của cổ phiếu Phước Hòa này thì Linh có hai lưu ý chính. Thì đối với nhà đầu tư dài hạn thì anh chị có thể quan tâm cái vùng giá quanh 56 là cái vùng mà đang có cái mức độ hỗ trợ khá tốt của cổ phiếu này trong thời gian vừa qua. Anh chị có thể mở một phần vị thế tại cái vùng giá này nếu mà cổ phiếu nó điều chỉnh thời gian tới điều chỉnh về lại quanh vùng này. Trường hợp thứ hai, đối với nhà đầu tư mà có cái trường phái giao dịch trong ngắn hạn, tức là chúng ta mua bán trong ngắn hạn để hưởng cái chênh lệch giá, thì chúng ta sẽ phải kiên nhẫn chờ cái cổ phiếu này nó tăng lên cái vùng giá đỉnh trước đó đâu đó quanh vùng 62 đến 64. Và chúng ta xem cái phản ứng giá tại vùng giá này như thế nào. Và khi mà có một tín hiệu cổ phiếu tăng mạnh vượt qua vùng giá này thì đây chính là cái tín hiệu tốt để các nhà đầu tư trong ngắn hạn, các nhà đầu cơ trong ngắn hạn có thể tham gia mua vào cổ phiếu này. Bởi vì khi mà cổ phiếu đã vượt lên trên vùng này thì chính thức xác nhận một cái bước vào một xu hướng tăng giá mới. Và khi đó cái đà tăng giá và cái nhịp tăng giá cổ phiếu nó sẽ tốt hơn rất nhiều khi mà cái xu hướng đã được thay đổi và nhiều các nhà đầu cơ họ sẽ có sự hành xử ở cái vùng giá này. Đó thì trên đây là cái quan điểm về góc nhìn kỹ thuật của Linh về cổ phiếu Phước Hòa cũng như là các vùng giá mà cho các nhà đầu tư dài hạn hay là cho các nhà đầu cơ trong ngắn hạn có thể quan tâm trong cái thời gian sắp tới. Thì tiếp theo xin mời anh Tuấn sẽ tổng hợp lại với quý vị các điểm nhấn chính của cổ phiếu Phước Hòa trong cái buổi ngày hôm nay. Xin mời anh Tuấn ạ. Ok, như vậy là chúng ta Tuấn xin cập nhật lại cái cổ phiếu PHR. Thì cổ phiếu này có rất nhiều thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng mà cái phần về mặt cơ bản thì cái rủi ro lớn nhất của doanh nghiệp này đó là rủi ro tăng chậm, tức là giá cổ phiếu sẽ tăng chậm. Nguyên nhân là việc triển khai cái dự án bất động sản khu nghiệp có thể bị chậm lại do cái quá trình sai phạm của lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Thì đó chính là cái quan trọng điểm quan trọng nhất về mặt cơ bản. Về mặt kỹ thuật thì anh Linh cũng đã nói rồi, đó là cái vùng 56 này là vùng khá là an toàn, tức là quanh vùng 56 là vùng hỗ trợ rất là mạnh và khá là an toàn để có thể tích lũy một phần cho đầu tư dài hạn.
Còn khi nào cổ phiếu vượt qua cái mức mốc khoảng 62 đến 64.000 thì lúc đó mới là một cơ hội khiến cho cái giá cổ phiếu sẽ tăng nhanh hơn rất là nhiều. Thì đó thì nó cũng trùng với cái vấn đề cơ bản, tức là có thể là từ giá vùng từ 56 đến vùng 62 giá cổ phiếu sẽ tăng rất là chậm. Nó chờ cái cơ hội từ việc chính sách được mở trở lại đối với ở bất động sản công nghiệp thì hoàn toàn điều đấy có thể xảy ra. Và như vậy là việc đà tăng của tức là đứng ở quan điểm như thế thì nhiều khả năng rằng PR sẽ là phù hợp với một quan điểm đầu tư trung hạn, tức là khoảng 3 năm hơn là một cơ hội ngắn hạn tính trong khoảng 1 năm. Đó. Và thực ra trước đây thì team của Tuấn, tức là trung tâm tư vấn đầu tư đã đưa ra cổ phiếu SSC cho cơ hội đầu tư bất động sản khu công nghiệp trong ngắn hạn, tức là trong 1 năm tới. Thì quý vị có thể tham khảo lại video đó trong cái phần tư điểm đầu tư mùa 2. Rồi, và đây chính là cái Facebook của Tuấn. Và nếu như anh chị có câu hỏi gì thì anh chị có thể chat trực tiếp với Tuấn qua cái Facebook này. Đồng thời rằng là Tuấn xin nhắc lại một điều, đó là khi quý vị lựa chọn cổ phiếu để đầu tư thì quý vị nên lựa chọn những cổ phiếu mà có cái giá trị tăng dần, chính là đường màu đỏ, cái biểu đồ kia của Tuấn đó. Thì cái đường màu đỏ chính là thể hiện rằng là giá cổ phiếu đang tăng dần theo thời gian. Và nếu như quý vị có mua đắt phải cổ phiếu đó thì một thời gian sau cái giá trị ấy, nó sẽ vọt quá cái giá mức giá mà quý vị mua, và quý vị rất nhanh qua điểm hồi vốn. Đó là một điểm mà Tuấn rất mong muốn quý vị để ý khi lựa chọn cổ phiếu. Đồng thời thì hôm nay cũng là buổi cuối cùng về mùa 2 tư điểm đầu tư mà Tuấn đã chia sẻ. Thì tạm sau cái số này thì tạm thời Tuấn sẽ tạm dừng cái chương trình tư điểm đầu tư này một khoảng thời gian. Và trong thời gian đó thì những quý vị là khách hàng của VDirect có thể tham gia tiêu điểm đầu tư offline, tức là những bản mà có dành riêng cho khách hàng VDirect qua các bạn dịch vụ khách hàng, thì các quý vị có thể theo dõi qua đó. Rồi, ok. Xin cảm ơn quý vị nhà đầu tư đã đồng hành và theo dõi chương trình tiêu điểm đầu tư của Tuấn trong thời gian qua. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất. Xin chào, hẹn gặp lại.